chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn món cánh gà chiên xù nhé. Món này ấy, thì trẻ con nó rất là thích. Và món này ăn rất hợp vào những các buổi dịp lễ Tết hoặc là gặp nhau sinh nhật, uống bia uống rượu đều thích hợp. Các bạn ăn rất là cảm thấy là ngon, tuyệt vời. Sau đây chúng ta cùng chuẩn bị nguyên liệu với Bích Huệ nhé. Nguyên liệu gồm có cánh gà này. Các bạn lưu ý nhé, về phần cánh gà thì các bạn mua cánh gà công nghiệp nhé, chứ cánh gà ta là nó cứng và nó dai không ăn được đâu. Cánh dùng cánh gà chiên nên dùng cánh gà công nghiệp, và các bạn có thể mua cả cái cánh, nhưng mà gia đình tôi thì thích ăn phần giữa này thôi. Đấy, phần giữa của cái cánh thôi nhá. Còn các bạn có thể mua cả cái cũng được. Thế còn về phần bột chiên xù thì các bạn nên mua cái bột chiên màu vàng này. Đấy thì nó sẽ ngon. Cánh nó to và nhìn nó sẽ đẹp. Đấy, bột chiên giòn thì cũng nên chọn cái loại bột này. Đấy, thì ăn nó sẽ rất là ngon. Nó nhạt, chứ nó cái loại khác thì nó hơi đậm. Đấy, các bạn lưu ý như thế. Gia vị, mì chính, tiêu và dầu ăn. Sau đây chuẩn bị xong thì các bạn vào bếp cùng với Bích Huệ nhé. Cánh gà thì các bạn lên là bóc muối rửa sạch và rửa đập ít gừng và bóc muối rửa sạch nhé. Rửa sạch xong thì chúng ta bắt đầu cho vào đây để chúng ta ướp nhé. Các bạn là cho một ít gia vị thôi nhé, bởi vì là cái những cái bột chiên này là nó có gia vị rồi, cho nên chúng ta chỉ cho một lượng rất nhỏ vào cánh gà thôi để cho nó đậm đà nó ngon thôi, chứ còn cho nhiều là sẽ bị mặn nhé. Xong đến mì chính này. Mì chính thì các bạn có thể cho nhiều ít tùy gia đình các bạn, bởi vì là mì chính thì không làm độ mặn được, nhưng gia vị các bạn lưu ý thì cho ít thôi, bởi vì là nó tiêu này. Tiêu cho một ít, nếu có trẻ con thì các bạn không cho bởi vì nó cay. Trẻ con ăn. Sau đó các bạn trộn đều nó lên nhé, để cho nó ngấm. Chúng ta tẩm ướp cánh gà xong thì đập trứng nhé, các bạn đập trứng, cho một quả trứng. Đó. Các bạn đánh cho nó tan trứng ra. Rồi thì các bạn cho bột xù vào nhé. Xong chúng ta khoáng đều cho bột trứng nó lẫn vào nhau. Sau các bạn đánh tan trứng rồi, các bạn trộn đều cùng với cả bột chiên nhé. Bột chiên giòn đấy, trong cái bột chiên giòn này là nó có nhiều đủ gia vị rồi đấy, cho nên là các bạn chỉ có trộn thôi. Và các bạn cho nước vào, chúng ta cho từ từ nhé, để khỏi nó bị loãng quá nhé. Đặc thì chúng ta còn có thể thêm nước được, nhưng mà loãng là không chữa được, phải thêm bột. Bột chiên giòn này là các bạn dùng 150g cộng với một quả trứng và 150ml nước nhé, nước lã. Đấy, thì các bạn hòa nó sẽ rất là mịn và nó ngon, mà nó vừa độ, nó không bị đặc quá, nó không bị loãng quá nhé. Mà loãng quá thì nó trôi, nó không đẹp, mà loãng đặc quá thì nó nhiều bột, ăn không ngon. Đây, độ bột như này là được nhé. Đấy. Rồi, sau đó chúng ta bỏ bột xù ra rồi để chúng ta bắt đầu tẩm nhá. Đây, bột xù vàng đây này các bạn này. Đấy, cánh vàng đấy. Đấy, giờ các bạn đã hòa xong cái bột chiên giòn này rồi nhá, thì bắt đầu cánh gà nó cũng ngấm thì chúng ta bắt đầu tẩm ướp nhá. Chúng ta tẩm vào bột chiên trước, bột chiên giòn trước, rồi chúng ta mới tẩm bột xù nhá. Tẩm từng cái một thôi.
để cho chảo nó khô thì bắt đầu chúng ta cho dầu vào nhé. Cho dầu tương đối nhiều lên một tí. Các bạn muốn để biết được cái độ mỡ nóng hay nguội thì các bạn có thể lấy tay dùng nước và vẩy cái nước vào đây. Đấy. Nước mà nó lách cách 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 thì có nghĩa là nó có nóng nhá. Đấy. Đấy, các bạn vẩy một tí vào. Đấy. À, sẽ biết được độ nóng của mỡ nhá. Đấy, nó vừa có tiếng kêu lách cách nên là mỡ bắt đầu nóng nhá. Và các bạn cần chỉ cần mỡ nóng như thế thôi là các bạn có thể cho cánh gà vào nhá. Không cần nóng già quá là nó cháy và cánh gà nó không chín nữa nhá. Đấy. Trong khi chiên thì chúng ta đừng có động đảo nhiều là nó sẽ rụng cái sùng ra thì nó sẽ không đẹp nhé. Đấy, bây giờ chúng ta độ khoảng 5 đến 10 phút thì bắt đầu chúng ta dở nhé. Đấy. 5 phút thì các bạn có thể dở nó đặt đi. Cho nó vào đều nhé. Các bạn dám làm sao 10 đến 15 phút thì cánh gà nó mới có thể chín được chứ, nó vàng. Chứ 15 phút rửa ra nó mới 15 phút thì cánh gà nó mới chín nhé. Nó nhỏ lửa thì đảm bảo thời gian thế thì cánh gà nó sẽ chín. Và khi nó vàng thì các bạn nếu chuẩn bị một cái rổ thưa và một giải một được giấy ăn để cho nó hút dầu, hút mỡ đi, nó khô, nó giòn. Mỡ. Món gà chiên xù đã xong nhé. Đây bây giờ mình ăn thử cho các bạn thấy là nó rất là ngon và rất là giòn, những cái bánh gà rất ngon đấy nha. Đấy, bạn nghe thấy giòn rồi đấy, ăn nó rất là giòn, rất là ngon. Mình tách đôi cho các bạn nhìn cho miếng gà chín tới nhá. Đây đấy, chín tới đấy, các bạn nhắn vừa lửa nhỏ lửa thôi, miếng gà sẽ chín tới, ăn sẽ rất là ngon. Ngoài thì giòn, trong thì dai, rất ngon mà rất là đậm đà ngọt, rất là ngọt như đấy. Ăn miếng gà rất là giòn này đấy, các bạn thấy không, rất giòn vừa vặn. Chấm thêm sốt chua ngọt nữa thì tuyệt vời luôn đó. Ngon luôn các bạn, không thể diễn tả được, rất là ngon. Đây là món gà mình đã hướng dẫn các bạn xong, món gà chiên giòn nhé các bạn. Cái món này thì ăn kèm với sốt chua ngọt hoặc sốt me cũng được nhé. Các bạn thích chấm vị chua thì các bạn chấm sốt me hoặc là chấm sốt chua ngọt. Đây các bạn nhìn thấy cái món này đấy, ngon không ạ? Nhìn đã thấy thèm ăn rồi nhé, rất chi là ngon. Thế hôm nay mình đã hướng dẫn xong chỉ vài phút thôi nhé, các bạn có thể làm tại nhà và rất là ngon. Mình xin chào các bạn nhé. Các bạn xem, nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Xin chào, xin chào. Xin chào các bạn, chúng ta lại vào bếp cùng Bích Huệ nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm kem calamen. Nguyên liệu gồm có 1. Đầu tiên, chúng ta vắt chanh lọc lấy nước.
rồi đặt nồi lên bếp cho 300g đường cùng với nước chanh vào nồi và cho nước lã ngập mặt đường. Rồi chúng ta bắt đầu đun. Trong khi đun tuyệt đối không được khuấy đường. Nếu đường không vàng đều, chúng ta chỉ lắc nhẹ cho nó đều. Các bạn lưu ý khi thắng đường là công thức có chanh, và cái chanh nó có tác dụng làm cho đường nó không bị sùi bọt cao lên, nó trào ra, mà nó giữ cho cái đường mình nhìn rất dễ dàng. Các bạn lưu ý đun thì đừng để caramel đen quá, khi ăn sẽ bị đắng. Khi đun đường có khói trắng ngả màu vàng cánh gián thì chúng ta bắc ra khỏi bếp, cho 50g nước và lắc đều lên. Đây nước caramel nó như này nhé. Đây như này này. Đấy, đấy nhé. Như này là sẽ được rồi. Đấy. Chưa? Sau đó chúng ta đổ ít caramel vào các cốc inox. Khi đổ nhớ láng đều caramel ở đáy cốc nhé. Làm hết kín chưa? Sau đó đặt nồi lên bếp, chúng ta đun sữa. Lưu ý khi đun sữa chúng ta chỉ đun nhỏ lửa, cho sữa bốc hơi nóng già là được. Trong khi chờ sữa nóng, chúng ta đập trứng và bỏ hai lòng trắng. Đây là tôi hướng dẫn các bạn làm cách 1. Các bạn nhìn nguyên liệu của công thức 2. Còn cách 2 thì các bạn lưu ý sữa các bạn phải pha bằng nước sôi, pha sữa đặc. Pha sữa đặc xong thì chúng ta cũng đun sôi sữa, nhưng mà đun chỉ nóng già như đun sữa tươi. Rồi các bạn cho vào trứng. Cách đánh trứng các bạn làm như cách 1, nhưng 5 quả trứng các bạn bỏ một lòng trắng. Đường ở công thức 2 chúng ta dùng là caramel. Để chúng ta dùng phới này, phới đánh đều. Các bạn đánh kỹ trứng để trứng sẽ không bị tanh. Chúng ta cho nốt 200g đường còn lại vào đánh thật tan đều cùng với trứng. Các bạn nhớ đánh cho đường tan hết thì caramel chín nó sẽ mịn. Khi sữa đã nóng già thì chúng ta cho sữa vào khoáng đều lên. Sau đó chúng ta lọc sữa. Và hớt bọt để caramel không bị vỡ. Khi lọc xong, chúng ta đổ sữa vào cốc caramel đã chuẩn bị sẵn. Trong khi đổ sữa, các bạn đổ từ từ, đừng để nó tạo bọt thì caramel sẽ không bị rỗ. Rồi chúng ta đổ nước sôi vào khay để cho vào lò nướng. Cách thủy. Các bạn cho khay vào, nhớ đừng để caramel sát mặt lò quá. Chúng ta nướng ở nhiệt độ 150 và nướng khoảng 30 đến 35 phút là được. Muốn biết caramel được, chúng ta có thể dùng que tăm thử, không còn dính tay là kem được. Đây là mình hướng dẫn các bạn nướng lò
vì nướng calamen sẽ thơm và ngon hơn. Còn nếu nhà các bạn không có lò thì có thể cho vào cốc nhựa đậy nắp, đun nước sôi thì cho vào hấp khoảng 20 đến 25 phút là được. Các bạn nhìn nhé, kem calamen màu vàng đẹp, độ sánh mịn, không vỡ nát, ngon, thơm của trứng và sữa. Đây là món trắng miệng tuyệt vời. Các bạn nhìn nhé, bên trong rất là mịn, chín tới, không khô. Chúng ta cùng thưởng thức nhé. Khi ăn thì cho ta một cảm giác rất thơm ngon, ngọt ngào, mềm mượt. Mình đã hướng dẫn xong. Cảm ơn các bạn. Các bạn xem nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ, ủng hộ mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn món nộm thập cẩm nhé. Món này ăn rất ngon, nó có vị chua ngọt, với các bạn giới trẻ rất thích. Và nó luôn có mặt ở các bữa tiệc, liên hoan, sinh nhật, cưới hỏi, lễ Tết. Chúng ta thường gặp rất nhiều. Nhưng hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể thật là ngon cho các bạn có thể làm tại nhà các bạn. Chúng ta cùng chuẩn bị nguyên liệu. Hôm nay là mình giới thiệu các bạn là làm bằng đu đủ. Còn mùa đông ấy, nó nhiều su hào ngon, tươi thì các bạn có thể làm su hào. Ăn nó cũng sẽ ngọt hơn và nó cũng sẽ ngon hơn. Thế nhưng mà trước khi các bạn muốn trộn nộm thì các bạn mua đu đủ nạo sẵn hoặc là cà rốt nạo sẵn, thì các bạn bảo hàng người ta nạo cho nhé. Bằng trước khi nạo và người ta rửa, rửa sạch sau đó thì các bạn chỉ việc trộn thôi. Còn nếu khi nạo xong mà các bạn trộn ấy, thì lập tức là nó sẽ mất đi chất dinh dưỡng, vitamin, các loại vitamin ở trong các cái rau củ nhé. Cho nên là trước khi các bạn mua nạo thì các bạn phải vào nhà hàng người ta rửa sạch sẽ rồi người ta nạo cho các bạn. Thì bây giờ chúng ta cùng trộn nhé. Đầu tiên là chúng ta trộn su hào cà rốt để cho nó ngấm thôi nhé. Muối nhé, các bạn rắc đều thế này, một lượng nhỏ thôi nhé, không có nó lại mặn. Đó, đường này. Đó, các bạn rắc đều này. Đó, một lượng đường giải đều. Đó. Đây, giấm này. Giấm các bạn cũng dùng tay vào dưới như này cho nó đều này. Đó. Trộn đều lên. Các bạn chú ý là trộn thật đều. Sau khi trộn xong nhé, trộn đều xong rồi thì bạn có thể nếm cái nước này, cái nước trộn này, đó. Xem độ chua ngọt và cái vị mặn nhạt, độ chua ngọt nhà nhé. Đấy các bạn, nếu mà thấy nó cân đối rồi, tương đối rồi nhé, chứ chưa phải là tuyệt đối, tức là nó cân đối về độ chua ngọt nhé, thì thôi các bạn để cho nó ngấm. Còn nếu mà nó không đủ thì các bạn phải cho thêm. Đấy, độ chua ngọt nó vừa đủ thì các bạn để cho nó ngấm. Sau khi đã trộn sơ rồi thì chúng ta quay ra thái cái chuột, chúng ta cũng cho vào đấy trộn luôn nhé. Các bạn sơ chuột nhớ để nguyên cái vỏ này để cho nó đẹp màu, nó hài hòa với cả nộm nhé. Đấy, chúng ta thái nhỉ, thái cái phần màu xanh, cái cùi của nó đây. Rồi các bạn thái chỉ nhé, thái chỉ không cần phải thái nhỏ quá đâu, vì cái này nó ngót cho nên là các bạn không cần thái nhỏ quá. Đây, các bạn cho vào đây để trộn đều lên để cho màu sắc nó đẹp nhé. Các bạn thái sau đấy các bạn trộn đều lên, trộn đều cùng với cả đu đủ. Đấy, ta nạo mỏng ra để chúng ta dán lên nhé. Các
mặn, tước một chút chút muối thôi nhá, không có nó mặn tí này thôi này. Đấy, tước này, đấy, muối này, mì chính này, tiêu này, rồi các bạn cho một chút dầu này, rồi chúng ta trộn đều đi nhá. Đấy, trộn đều, chúng ta để một tí cho nó ngấm. Vừng lạc thì các bạn rang và xác vỏ sánh sạch sẽ nhá. Và khi luộc tôm thì các bạn nhớ chú ý là nước sôi các bạn phải cho tôm vào luộc nhé. Đấy, rồi bây giờ chúng ta trong thời gian chờ tôm luộc thì chúng ta có thể thái vỏ lụa nhé. Vỏ lụa thì các bạn thái chỉ nhé. Nước sôi rồi, các bạn cho tôm vào. Đó, tôm lên các bạn luộc khoảng sôi lên một tí được khoảng 5 phút rồi là tôm chín. Đây là tôm mình đã luộc xong nhé. Đấy, các bạn thấy để nó nguội một tí thì các bạn bóc vỏ nhé. Chúng ta bóc vỏ xong rồi thì bắt đầu chúng ta lạng đôi đi nhé. Đây, lạng đôi. Đập trứng này. Để chúng ta đánh ra nhé. Đánh ra để chúng ta tráng mỏng nhé. Đánh cho nó tan đi. Chúng ta đổ một chút dầu vào cái bát này nhé. Đó, sau đó các bạn dùng cái chổi. Nếu như nhà các bạn không có chổi, các bạn có thể lấy giấy ăn thấm vào dầu. Thấm vào dầu. Các bạn khuét một lượt rất là mỏng lên cái chảo. Đấy thôi. Đấy. Khi chảo nó nóng lên thì các bạn sẽ đổ trứng nhé. Đây các bạn đổ trứng này. Đấy, và các bạn láng nhanh tay. Đổ và láng. Đấy. Láng nhanh tay một lượt nhé. Đấy, láng cho trứng nó đều. Đó. Khi nó khi ở ngoài thành nó được rồi thì các bạn có thể bật ra lên nhé. Đó. Các bạn tráng mỏng như này nhé. Láng đúng một lượt mặt thôi. Đấy. Sau đó các bạn đổ trong cái đĩa. Và tiếp tục chúng ta lại đổ tiếp. Và khi đổ thì các bạn phải láng chảo. Đó. Chảo nóng thì các bạn cũng đổ trứng, nếu mà chảo chưa nóng các bạn đổ nó trôi tuột tuột luôn là không được. Đó, à các bạn đổ như này. Đó, khi tráng xong trứng thì chúng ta cho chút dầu để chúng ta rán thịt. À, khi thịt vàng các bạn nhập. Sau khi các bạn chuẩn bị các cái gia vị phụ thì các bạn thỉnh thoảng các bạn trộn lộn lên một tí nhé. Đó. Rồi bây giờ chúng ta thái trứng này. Trứng nhé. Đó. Gọi là chúng ta thái chỉ nhé. Cũng thái chỉ. Đấy. Thì cũng thái chỉ. À, chúng ta nó miếng nào nó dày thì chúng ta lạng nó ra nhé. Đây là trứng và thịt mình đã thái xong nhá. Rồi tiếp tục chúng ta thái rau thơm mùi nhá. Thơm mùi thì chúng ta thái dối nhá. Chanh thì chúng ta bỏ vào và vắt lấy nước nhé. Đấy. Sau khi chúng ta ăn vỏ ớt xong nhé thì chúng ta bắt đầu nghiền lạc nhé. Lạc thì tôi đã rang và xác vỏ sẵn rồi. Vừng cũng thế, vừng mua các bạn mua vừng xác vỏ nhé. Rồi các bạn rang nhé cho nó thơm đấy nhé.
và chúng ta lấy cái chai thủy tinh chúng ta nghiền rất là nhanh. Cái món nộm thập cẩm này là làm nó hơi cầu kỳ nhưng các bạn rất có nhiều nguyên liệu. Đây là lạc mình đã nghiền xong nhá, chỉ cần nghiền dối nhẹ là được nhé. Giờ chúng ta bắt đầu vắt nhé, nhưng mà không cần phải vắt tuyệt quá đâu. Nếu các bạn vắt tuyệt quá thì là nó hết chất rồi, nó không còn chất, thì vắt vừa phải tới tầm thôi, và để khi mình nhai nó còn ra được cái vị nước chua ngọt nhé. Đấy, vắt thế thôi, cho trở về cả đây rồi cho nó gọn. Khi các bạn ướp cái này lúc đó ban đầu là các bạn ướp chua ngọt và vị mặn nó phải vừa tương đối là 80%, sau các bạn chỉ cho thêm một chút thôi, nếm xem nó thiếu cái gì các bạn cho thêm một chút thôi. Đó, đủ này cho một nửa, còn để lại cho 2/3, còn để lại ít để trình bày lên trên nhé, còn tất cả thực phẩm nhé. Thì chúng ta cho vào tôm, chúng ta cũng cho vào để trình bày lên trên nhé. Ta cho ớt, miếng tỏi nhé, tỏi ớt này. Sau đó chúng ta trộn đều lên. À, chúng ta cho chanh này. Chanh bây giờ mới cho là để cho nó thơm. Đó. Và cho ít nước mắm nhé. Chúng ta cho một chút nước mắm. Đó, một ít nước mắm này thôi nha. Đó, cho thêm một chút. Đấy, chúng ta trộn 80% còn lại chúng ta cho thêm sau. Đấy, chúng ta mới cho mì chính nhé. Đấy, lúc ướp trước không cho mì chính, bây giờ mới cho mì chính. Đó, chúng ta cho mì lên. Sau khi đã nếm đầy đủ gia vị vừa vặn rồi, lúc đó chúng ta bắt đầu cho rau thơm vào nhé. Chúng ta để lại một ít để bày lên trên. Đấy, cho rau thơm vào. Cho lạc này. Lạc chúng ta để một ít rắc lên trên nhé. Vừng thì chúng ta không cần nghiền đâu, để nguyên hạt này, thứ nhất là nó vừa không ướt nộm và nó không ăn, nó sẽ nhai dập ra, nó sẽ giòn thơm cho mồm mình nhé. Và cũng để lại ít vừng để rắc lên trên. Vừng lạc sau cùng là để ngấm nhau mình rắc lên trên. Riêng vừng các bạn không cần để xay nhé, các bạn cứ để nguyên hạt, khi ăn nó sẽ rất là thơm. Đấy, rồi chúng ta trộn đều lên. Đây, bây giờ là đã xong. Rồi chúng ta trình bày vào đĩa thôi nhé, làm sao. Trộn xong thì các bạn nhớ là trình bày vào đĩa làm sao cho nó đẹp nhé. Bởi vì là mình không phải là chỉ ăn bằng mồm đâu, cảm nhận bằng mồm đâu, mà còn cảm nhận bằng con mắt của mình nữa. Mắt nhìn thấy ngon thì tự nhiên mắt là mồm sẽ thấy ngon. Cho nên là các bạn làm sao trình bày cho nó đẹp đó. Và các bạn cố gắng là theo cái hướng dẫn của tôi thì món nộm các bạn ăn sẽ lúc nào cũng rất là ngon và tuyệt vời nhé. Sau đây thì mình sẽ cảm quan nhé, mời các bạn. Đấy, nộm ăn rất giòn, rất ngon, ngọt của rau củ, rất là thơm, thơm phức của mùi vừng là ăn nó độ nước nó vừa phải, nó không quá nhiều nhé các bạn nhìn đây, không có nước ở đĩa nhé, nó phải vừa đủ thế thôi. Đấy, yêu cầu cảm quan của nó là nộm giòn, màu sắc hài hòa, đẹp mắt, vị chua ngọt vừa phải đó. Mình đã hướng dẫn các bạn rất là chi tiết, tỉ mỉ, cụ thể. Hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn xong món nộm thập cẩm nhé. Các bạn xem nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Các bạn like, đăng ký kênh là một nguồn động lực rất lớn để mình có thể ra nhiều video tiếp theo nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào, xin chào, xin chào. We'll be right back.
chúng ta là salad cà chua dưa chuột. Mình muốn giới thiệu món ăn này tới các bạn là vì món ăn này nó rất đơn giản, dễ làm và nó rất ít thời gian. Cho nên các bạn nào mà thời gian vội thì chúng ta không thể làm được những cái món rau, thì chúng ta có thể làm món salad để thay thế cho bữa ăn của chúng ta cũng đầy đủ các chất rau củ quả. Và mình muốn giới thiệu cái món ăn này để cho những các bạn trẻ, bạn nào mà ăn kiêng thì cũng rất là tốt. Thế cho nên là sau đây chúng ta cùng chuẩn bị nguyên liệu nhé. Chuẩn bị nguyên liệu xong thì chúng ta bắt đầu làm. Việc đầu tiên là chúng ta nhặt và rửa gọt vỏ, rửa sạch rau củ quả. Rau củ quả thì mình đã rửa sạch rồi, bây giờ dưa chuột thì mình lạo vỏ nhé. Các bạn lạo vỏ dưa chuột xong, các bạn vẫn phải rửa lại một lần qua nước lã nữa để cho nó không bị có cái nhựa nó sẽ đắng nhé. Chúng ta bày làm sao cho nó đẹp. Rửa và sạch và vẩy cho nó ráo nước đi nhé. Đây là chúng ta trình bày cho nó đẹp để chúng ta có thể mà thay thế làm vào một bữa cỗ nhé. Thì chúng ta có thể bày một cái đĩa salad nó gọi là trông nó đẹp mắt một tí. Dưa chuột thì chúng ta thái vát nhé, thái mỏng và thái vát. Đó. Thái hơi chéo một tí và thái mỏng nhé. Đây các bạn thái mỏng đây. Đó. Vỏ vỏ thái mỏng, thái chéo như thế. Toàn bộ dưa chuột xuống dưới này. Đó. Các bạn sắp xếp làm sao cho nó gọn một tí. Cà chua nhé, chúng ta bỏ đôi nhé. Ta bỏ cái nướng đi này. Đó. Rồi chúng ta cũng thái lát mỏng nhé. Đây các bạn thái lát mỏng này. Thái lát mỏng như thế nhé. Đó. Đây rồi chúng ta bày làm sao cho nó chéo bên nhau. Và nó sẽ thành một hình một bông hoa hồng nhé. Đấy, chúng ta cứ xếp, sau đó nó sẽ trở thành một bông hoa hồng. Xếp dần đi. Chúng ta cứ xếp làm sao cho nó tạo thành một cái bông hoa hồng nhé, cho nó đẹp. Đó. Khi chúng ta trình bày xong rồi, nó đẹp rồi thì chúng ta bắt đầu pha dầu giấm để khi nào ăn thì chúng ta bắt đầu cái trộn bên dưới dầu giấm vào salad nhé. Chứ cái món salad này khi ăn bên dưới dầu giấm sẽ không được dưới trước, nó sẽ nhũn và nó hỏng cái cảm quan của món ăn, nó sẽ không ngon nhé. Đấy, bây giờ chúng ta bắt đầu pha dầu giấm. Trước tiên là chúng ta cho một chút muối thôi nhé. Đó. So với số lượng của một đĩa thì chúng ta chỉ cho tương đầy muối. Và chúng ta dùng dầu hướng dương hoặc là dầu ô liu nhé để ăn salad. Chứ ngoài cái dầu hướng dương với dầu ô liu chúng ta ăn những cái dầu kia nó không ngon, nó không đúng nhé. Sau đó chúng ta khoáng cho nó tan thôi. Có tan muối rồi chúng ta thái cái cánh cây. Đấy. Chúng ta bổ đôi ra này. Rồi chúng ta thái thật mỏng nhé. Thái thật mỏng. À, mỏng thật tốt. Đấy. Rồi chúng ta làm cho nó tơi ra. Đó. Tơi ra. Lại thì chúng ta cho nó nắp dầu giấm nhé.
cho bát vào giấm. Đấy, chúng ta để đường thế thôi. Cho bát vào giấm, sau đó chúng ta trộn lên và chúng ta để cho nó ngấm. Rồi đến lúc nào ăn thì bắt đầu dưới vào cà chua như chuột nhé. Đấy, các bạn cứ để cho nó mỏng như thế để cho nó ngấm. Rồi, sau khi ăn, nó ăn các bạn sẽ dưới cái phần sốt này lên trên đĩa này và chúng ta trộn lên chúng ta ăn. Đấy, các bạn nhìn xem nhé, cái món salad tuy rằng nó chỉ là cà chua dưa chuột thôi, nhưng chúng ta trình bày đẹp thì nhìn nó rất hấp dẫn và nó rất là sang trọng. Cái món ăn này thì tôi hướng dẫn thì các bạn có thể, những bạn trẻ mà thường hay đem cơm đi để ăn thì các bạn có thể làm để mang đến cơ quan ăn rất là tiện lợi, thay món rau mà nó cũng không bị nát đi ở rau. Và đến với các bạn khi nào ăn nhé thì chúng ta mới trộn dầu giấm nhé, cái dầu giấm này đấy chúng ta pha sẵn và để riêng. Khi nào bắt đầu ăn thì chúng ta mới trộn vào, trộn lên ăn. Còn nếu các bạn mà trộn sẵn rồi thì nó sẽ nhũn, cà chua dưa chuột nó sẽ nhũn ra thì ăn nó sẽ mất cái cảm giác ngon của món ăn nhé. Đấy, đấy các bạn nhìn thấy nó rất là đẹp thì chúng ta trình bày như thế này. Nếu mà chúng ta có làm cỗ trình bày một mâm như này cũng rất là đẹp và sang trọng. Đấy, đây bây giờ tôi ăn, tôi thử cả qua cho các bạn nhé. Món ăn này rất là mát vào mùa hè. Đấy. Tôi rất hướng dẫn tỉ mỉ cho các bạn rồi đấy. Cả cái cách trình bày làm sao cho nó đẹp. Đấy, chúng ta ăn thì chúng ta bắt đầu từ dưới rồi đó. Đây chẳng hạn tôi lấy ra một tí làm ví dụ. Đấy, các bạn dưới rồi đó. Các bạn ăn được. Mà nó rất là ngon nhé, ăn nó rất là mát mẻ mùa hè này, ăn rất ngon luôn. Nó có cái vị dầu giấm ăn nó quậy vào nhau nó rất là thích. Mát mẻ và bổ sung đầy đủ rau củ cho các bạn trong một bữa ăn. Tôi đã hướng dẫn rất chi tiết cụ thể kể cả cách trình bày làm sao cho một đĩa salad cũng đẹp. Tôi hướng dẫn các bạn rất là chi tiết. Món ăn này ấy, dành riêng cho các bạn ăn kiêng cũng rất là tốt nhé. Còn cái món ăn này nó còn ăn kèm với những các món như là thịt quay hay gà quay, hay là những cái món rán, món nào mà trông cảm thấy nó nhiều dầu mỡ thì chúng ta có thể ăn cái món này vào, nó sẽ thanh mát và nó sẽ giảm cái độ béo ngậy của cái món. Các bạn nhớ là like, chia sẻ và đăng ký kênh cho tôi nhé, để động lực rất lớn để tôi có thể làm món ăn tiếp cho các bạn nhé. Hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn xong món salad cà chua dưa chuột. Các bạn xem, nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Xin chào, xin chào, xin chào, xin chào. Xin chào các bạn, mình là Bích Huệ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một món ăn truyền thống đã có từ rất lâu ở Hà Nội mà đa số mọi người đều rất thích, kể cả các du khách nước ngoài đến Việt Nam đều muốn được thưởng thức. Món ăn này đã để lại rất nhiều ấn tượng cho các du khách nước ngoài, đó là món nem rán. Dưới đây là phần nguyên liệu. Các bạn lưu ý nguyên liệu mình đã sơ chế xong. Tuy nhiên các bạn phải nhớ là cái phần miến ấy và mộc nhĩ, khi các bạn ngâm thì các bạn để mềm tay thì vớt ra để cho nó ráo nước. Không nên ngâm lâu và kỹ quá thì nó trương ra rồi, thì đến lúc các bạn làm nhân nem trộn vào thì nó sẽ chảy nước. Chuẩn bị nguyên liệu xong, chúng ta bắt đầu cắt thái. Đầu tiên chúng ta thái củ đậu. Củ đậu chúng ta thái lát mỏng, sau đó thì thái chỉ. Sau khi thái chỉ xong thì chúng ta thái dối nhỏ.
củ đậu. Các bạn lưu ý không nên vắt bỏ nước, để tất cả những cái nước ngọt của rau củ cho nó ngon. Mùa này có su hào thì các bạn có thể cho thêm su hào cho nó ngon. Còn nếu không su hào thì các bạn cứ cho củ đậu không, vẫn tốt. Còn về phần su hào với cà rốt, chúng ta cũng thái như củ đậu. Miến thì chúng ta thái rối nhỏ nhé. Mộc nhĩ nhá, thì chúng ta thái chỉ ra nhá, chúng ta cuộn vào trong thái chỉ này. Thái chỉ xong thì chúng ta nghiền rối nhá. Rồi chúng ta thái hành nhé, hành thì chúng ta thái nhỏ. Và mùa này ấy, thì nó sẵn có cái hành củ ấy, thì chúng ta dùng luôn hành củ, chứ chúng ta không phải dùng cái hành khô nhé. Còn cái mùa không có củ ấy, thì chúng ta sẽ phải cho thêm một ít hành khô vào cho nó thơm. Còn hành củ thì chúng ta chẻ ra rồi thái. Thái xong thì chúng ta nghiền rối.
Đây là phần nguyên liệu chúng ta đã chuẩn bị xong. Rồi bắt đầu chúng ta trộn. Chúng ta cho thịt này, trứng này, nước mắm này, tiêu này, mì chính này. Rồi chúng ta cho đường nữa nhé, cho ít đường. Bây giờ chúng ta cùng trộn đều lên nhé. Về phần nhân nem ấy nhé, thì chúng ta cũng không cần làm nhiều thịt quá đâu. Vì làm nhiều thịt quá ăn nó không ngon. Làm vừa phải cho nhân độ như tôi đã làm đấy, thì nó vừa ăn thế nó sẽ béo ngậy và nó ngon ngọt, nó không bị khô. Nhiều thịt quá nó khô lắm. Các bạn nhìn nhé, chúng ta mà ngâm miến với cả mộc nhĩ nó vừa tới tay thôi, thì đấy khi trộn lên là nó sẽ hút hết những cái nước ở rau củ quả ra đấy. Nhân nem rất là khô nhé, các bạn nhìn này, khô ráo ngon lành dẻo dính nhé. Rồi chúng ta lấy một bát nước nhé, cho chúng ta cho một ít giấm này. Đấy. Cho ít giấm vào nước. Rồi tiếp tục sau đó thì chúng ta cho thêm một ít đường nữa nhé. Chúng ta cho giấm bao nhiêu chúng ta cho đường bấy nhiêu. Cái nước này để các bạn tẩm vào cái bánh đa nem ấy để cho nó giòn, nó ngon nhé. Rồi lấy một ít bột mì nhé, các bạn hòa xì xệt nhé. Cái bột mì này để các bạn dính lúc khi mình gói nem ấy, cho nem nó đỡ bị tung, bung ra. Và các bạn lấy một cái khăn trắng sạch nhé, trắng sạch mới nhé. Các bạn dấm vào nước đấy. Đấy, bây giờ tôi hướng dẫn các bạn ủ bánh đa. Các bạn vắt vừa phải thôi, đừng vắt khô quá nhé. Sau đó các bạn cắt một ít nem ra làm hai. Rồi để các bạn quấn mỗi một cái nem là một cái rưỡi bánh đa. Đấy. Các bạn cứ lấy thế, các bạn phết, phết đều nhé. Nếu khăn ướt thì các bạn phết thoáng thoáng thôi. Còn nếu mà khăn nó đã khô thì các bạn cứ phết kỹ cũng không sao. Nhưng mà chú ý là quét vùng quanh ở diềm trước. Đấy, các bạn làm như tôi nhé, phết vùng quanh ở diềm. Sau đó các bạn đặt nửa cái nem mà đã cắt lên đấy. Đấy. Các bạn cứ làm thế độ khoảng 15 đến 20 cái bánh đa thì các bạn dừng lại. Rồi các bạn lật lên nhé, đặt phần dưới lên bắt đầu chúng ta mới cuộn nhé. Đấy, cứ lấy một chiếc rưỡi như thế bắt đầu chúng ta cuộn. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn cuộn hai loại nem nhé, một loại to và một loại nhỏ nhé. Các bạn dùng một cái thìa đấy, múc chân nem ra. Bây giờ tôi dạy các bạn quấn nem to trước, múc nhân nem ra và các bạn dàn đều, dàn đều hình cái nem. Rồi các bạn gập hai đầu, gập hai đầu sao cho hai cái mép nó chạm vào nhau nhá. Các bạn chú ý hai cái mép nó chạm vào nhau đấy, thì các bạn bắt đầu quấn. Các bạn không lên quấn nền chặt quá nhá, nền vừa phải, nó chặt tay nhưng mà vừa tới tầm thôi, thì đến khi mình dán nó sẽ không bị nở bung và nó bục. Các bạn phải chú ý quấn nền vừa, nếu mà quấn lỏng quá thì nem nó rúm gió, nó xấu, nó sẽ không được tròn căng đẹp. Đấy, các bạn lưu ý nhé, làm y như tôi hướng dẫn nhé. Các bạn nhìn nhé, cứ lấy một cái rưỡi và khi quấn xong ấy thì các bạn để một cái bánh đa vào cái đĩa mà để các bạn để cái nem ra, thì để bánh đa xuống để nó hút bớt những cái nước của cái nem mà mình đã quấn xong ấy, thì nó không bị nát nhé. Đấy. Sau đó các bạn cứ thế làm cho đến hết nhé. Các bạn nhớ là hai cái đầu nem khi mình gập là nó chỉ dính vào tới nhau thôi nhé. Nó vào tới nhau thì cái nem nó sẽ dài đều nhau, nó không bị cái dài cái ngắn. Các bạn nhớ nhé. Và khi cho nhân ý, thì các bạn lưu ý là cũng cho đều. Dùng cái thìa, cái lượng cái thìa như thế nào thì các bạn cũng nên dùng cái thìa nhân như thế. Thí dụ thìa đầy thì các bạn cứ thìa đầy và cho vào một cái như thế. Rồi đấy, hai cái mép nem này, hai cái mép nem gập chạm nhau. Đấy, chạm vào nhau các bạn nhớ nhé. Rồi các bạn cuộn.
các bạn nhớ quận đều tay, vê hai đầu cho nó bằng vào đến giữa đấy, rồi các bạn lấy bột mì phết vào đầu và chúng ta dính lại để khi dán nó không bị bung ra nhé, nó không bị bục, các bạn đảo thoải mái nó cũng không bung nhá, các bạn chú ý nhá. Các bạn cứ làm như thế cho đến hết, sau đó chúng ta chuyển sang gói nem bé, tôi sẽ hướng dẫn gói nem bé. Các bạn nhìn nhé, đây tôi cuốn xong nhé, nem rất đều nhé, đều nhau răm rắp, 10 cái như cả 10 nhé, mà nó tròn chắc nhé. Giờ đến phần hướng dẫn các bạn gói nem bé nhé. Nem bé chúng ta cũng làm như là bánh đa của nem to, các bạn cũng cắt một nửa ra để làm một cái rưỡi nem nhé. Và chúng ta cũng cho lượng như thế nào, đều một cái như nào thì sau chúng ta cũng cho như thế và gập mép nem chồng lên nhau cho nó vừa. Đấy, cái mép nem bên phải sang bên trái vừa vừa kín thì cái nem nó sẽ bằng nhau mà nó bé. Nem này nó không phải như nem to là nó chớm hai mép nem vào nhau đâu, mà nem này các bạn cứ gấp cái nửa, gấp cái bên này vào bên này rồi gấp cái bên kia kín nhau như nhìn như tôi đã gấp. Khi quấn xong chúng ta đặt chảo lên bếp và chúng ta nhớ cho mỡ, cho dầu ấy, dầu nó gần ngập cái nem một tí nhá. Để dầu hơi nóng thì chúng ta bắt đầu cho nem. Thì chúng ta thả nem vào. Chúng ta nhớ là thả hất cái đầu nem ra đằng ngược với mình nhé. Đừng có hất vào người mình là dễ bị bỏng lắm nhé. Đấy, cầm cái nem hất ngược chiều của mình ra. Người mình đứng ra, hất ngược ra phía trước. Đấy, khi chúng ta thả vào thì chúng ta dán lửa vừa phải thôi. Lửa không to nhé, để cho nem nó giòn. Dán lửa nhỏ, không nhỏ quá. Đấy, nhỏ nhưng đừng có nhỏ quá, để cho nem nó giòn. Mà chúng ta lên rán hai lửa, rán nó hơi chớm chớm vàng ấy thì chúng ta vớt ra, sau đó để mỡ nguội chúng ta lại hơi nóng, chúng ta lại cho vào rán lần nữa thì ăn nem nó sẽ ngon hơn. Khi các bạn rán lần 2 thì các bạn nhớ để mỡ nguội các bạn hãy cho vào nhé. Nếu mỡ đang nóng mà các bạn cho vào thì nem nó sùi rất là xấu. Cho nên là các bạn phải để mỡ nguội, nó chỉ hơi nóng thôi thì các bạn bắt đầu thả vào, lại rán nhỏ lửa. Rán nhỏ lửa đến khi nào nem nó vàng là các bạn vớt ra nhé. Nem vàng đẹp theo ý muốn của các bạn thì đã vớt ra. Không được rán to lửa đâu, rán to lửa nem sẽ rất là ỉu. Các bạn rán nhỏ lửa thôi, lưu ý nhé. Đấy các bạn nhìn đây này, nem rất là đẹp nhé, mà giòn căng không bị rúm gió nhé. Đấy, các bạn nhớ lúc quấn mình phải lên là quấn nó chặt tay vừa phải, đấy. Chứ đừng chặt quá thì nó lại bục ra đấy nhá. Chỉ vừa phải thôi thì khi mà mình vớt cái nem ra nó rất đều tắp tắp và là rất đẹp và là không bị rúm gió và nó tròn tròn trịa đấy. Các bạn nhìn nhá, nem rán màu vàng đẹp nhá. Đấy, cả nem bé lẫn nem to màu vàng đẹp đấy. Mà lại rất là giòn, nóng hổi. Đấy các bạn nhìn, đây là sản phẩm mà tôi đã hướng dẫn xong nhá. Bây giờ đến phần cảm quan này. Đấy, đấy các bạn nhìn đấy, nem rất là đẹp, rất là ngon, đều đặn. Đấy, mùi thơm phức. Đấy nhìn đấy, các bạn nhìn đấy, nhân rất là đều, không rỗng nhá. Đấy, giòn đấy. Đấy, giòn thật. Cơ cớp đấy, đấy. Đẹp. Khi ăn là các bạn nhớ là cái món này là nên ăn nóng nhá. Ăn kèm với lớp mắm, dưa góp và rau sống nhá. Đấy, các bạn ăn kèm với nước mắm, dưa góp và rau sống. Đấy. Ăn rất là ngon nhá. Thơm phức, nem thơm phức. Mùi thơm của rau củ và thịt này. Rồi thì bánh đa nem thì giòn này, màu sắc thì vàng đẹp này. Đấy, nhìn nhân rất là ngon, đều đặn. Mình đã hướng dẫn các bạn món nem rán Hà Nội xong nhá. Các bạn hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp của món nem nhá. Các bạn xem hết video, nhớ đăng ký kênh,
like, chia sẻ, ủng hộ mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại cùng vào bếp nhé. Mình xin giới thiệu với các bạn món ăn hôm nay là món tôm sốt bi cam. Món này được xuất xứ từ châu Âu. Thường thì chúng ta, nước Việt Nam chúng ta thì thường có tôm bao, tôm chiên, tôm nướng, tôm rang. Nhưng hôm nay thì xin giới thiệu với các bạn thêm một món tôm, đó là tôm sốt bi cam. Ăn rất chi là ngon và tuy nó là món Âu nhưng nó cũng rất là hợp với khẩu vị của người ta chúng ta. Cho nên chúng ta hãy cùng chuẩn bị nguyên liệu. Nguyên liệu thì của nó thì nguyên liệu chính của nó là tôm nhé các bạn nhé. Món ăn Âu thì thường thường là định lượng của nó, đây là tôm có cả vỏ thì nó là 3 lạng. Còn bóc vỏ đi thì ít nhất là cũng phải được 250g nhé, cho một suất ăn của Âu nhé. Và có hành tây, cà chua thì là hành tỏi khô và ớt. Nhưng mà nó không thể thiếu được cái dưa chuột muối này nhé, dưa chuột muối, ketchup, nó là cà chua đấy, sốt cà chua, dầu ăn, bơ và bột mì, tiêu, muối, đó. Nguyên liệu của nó gồm có như thế. Và sau đây chúng ta sẽ sơ chế. Thì thế đầu tiên là chúng ta bóc vỏ tôm và rửa sạch. Đây là hành tây và cà chua với rau thì là ớt mình đã rửa sạch và tôm đã bóc vỏ sạch nhé. Và rửa sạch rồi. Hành tỏi khô băm nhỏ nhé. Và cái tôm đây này, tôm thì mình phải bóc và rạch để lấy cái đường phân ở cái chỗ này và sống lưng của tôm nhé. Đấy. Đó. Sau đây thì ta bắt đầu cắt thái nhé. Đó. Ớt này và hành tây thì là, còn tôm thì to này thì mình nên thái làm đôi nhé. Nếu mà tôm các bạn nuôi nhỏ thì không cần thái đâu, nhưng mà để nuôi con, nhưng mà tôm này nó to thì chúng ta thái đôi. Đấy. Thái toàn bộ này luôn. Sau khi thái xong thì chúng ta ướp một chút muối nhé, một ít thôi vì tôm mặn. Đấy, chúng ta chỉ ướp một ít này, một tí muối vì tôm nó mặn nhé. Đấy. Ít muối, một ít tiêu này. Đó. Tiêu muối, chúng ta ướp rồi. Và một ít dầu ăn nhé. Chúng ta ướp một chút dầu ăn. Đó. Chúng ta cho ít muối tiêu, xong cho ít dầu và chúng ta trộn đều lên nhé. Đó. Rồi. Sau đó chúng ta thái cái ớt này. Các bạn bỏ hồ tí nhé. Ta cho ít thôi, để là không ăn được cay thì cũng không cần cho. Nhưng cái món này nó phải có ớt, nhưng mà cho ít thôi. Cho nhiều nó sẽ cay. Các bạn thái nhỏ ra thế.
Sau một suất ăn thì chúng ta chỉ cần lấy một chút ớt này thôi, không có sợ ông bạn không ăn được không cay. Đấy. Hành tây thì chúng ta cũng chỉ lấy được một nửa quả cho một suất ăn thôi nhé. Đấy, dễ miếng này thôi. Chúng ta thái vuông hạt lựu. Chúng ta thái hạt lựu. Đó. Và bụng thái hạt lựu nhé. Cà chua chúng ta cũng chỉ cần dùng nửa quả cà chua này, chúng ta cũng thái hạt lựu nhé. Cà chua cũng thái hạt lựu. Chúng ta mua cà chua lên, mua cà chua bột thì nó ngon nhé. Đấy. Nó không có hạt mấy. Đó. Chúng ta chỉ cần dùng cho một suất, chỉ cần dùng nửa quả cà chua thôi. Thế là thì các bạn cũng thấy nhỏ, thế là thấy nhỏ nhé. Nhưng mà chúng ta bớt lãng phí để chúng ta làm hoa. Còn đâu là chúng ta thấy này. Thế là cũng không dùng hết nhiều này đâu, nhưng mà thôi chúng ta sẽ thái ra những ví dụ một suất cho các bạn. Đó. Đây, chúng ta chỉ cần chút thì làm cái này thôi. Đó. Dưa chuột thì các bạn dùng dưa chuột muối nhé, dưa chuột muối. Đấy. Bạn dùng dưa chuột muối, dưa chuột bão tử nhé. Đấy. Chúng ta cũng thái ra, cũng thái hạt lựu nhé. Hành tây, cà chua mới dưa chuột muối này, các bạn chỉ cần dùng tầm 30 gram cho một suất thôi nhé. Đấy. Rồi. Sau khi chuẩn bị các thái xong, bắt đầu chúng ta bắt đầu chế biến nhé. Rồi. Chúng ta đã chuẩn bị xong nhé, bây giờ bắt đầu chúng ta xào sốt trước. Bật lên để chúng ta xào sốt. Xào sốt thì chúng ta cho một chút bơ này. Bơ nhé. Sau đó chúng ta cho thêm một chút dầu ăn nhé. Đó. Cho bơ khi nào nó tan chảy thì chúng ta sẽ cho một chút bột mì vào này. Bột mì chúng ta chỉ cho một chút, một suất thì chỉ cần một ít bột mì thôi nhé, chứ không cần nhiều. Bình thường ra là Âu ấy, thì người ta hay xào cái sốt bột mì, sốt này gọi là sốt bột mì đó, xào sẵn
để đấy, khi nào ăn tốt nào chúng ta chỉ làm lấy ra làm thôi. Nhưng bây giờ tôi cứ hướng dẫn các bạn làm thôi đấy. Bơ đã tan chảy rồi thì chúng ta chỉ cần cho một một miếng này thôi nhé. Đấy, và vào cho nó vàng một thôi, nhỏ lửa thôi. Cho bột mì nó vào. Bột mì nó vàng thơm lên đấy. Đấy. Chúng ta phải nào đều không nó sẽ cháy đấy. Đấy, khi bắt đầu nó chuẩn bị để nó đã bắt đầu làm màu vàng, các bạn nhìn thấy chưa, đã bắt đầu làm màu vàng và nó thơm. Sao cho nó bắt đầu làm màu vàng lâu lâu một tí. Nhưng mà các bạn chú ý đừng để cho nó cháy nhá, phải đảo đều rồi cho nó màu vàng lâu lâu đấy. Khi nó đã mơ lâu rồi thì chúng ta giảm tắt lửa đi khỏi là nó cháy nhá. Đấy, nó chuyển sang màu nâu và rất là thơm đấy, các bạn nhìn rõ này, màu nâu nâu rất là thơm nhá. Đấy, khi bột mì đã chuyển sang vàng màu nâu thơm thì chúng ta cho ketchup nhá, cà chua, cho tương cà vào. Chúng ta cho tương cà. Tương cà thì các bạn mới mỗi suất ăn đấy, các bạn cho thêm thôi nhá. Một suất ăn thì tương cà chúng ta chỉ cần thế này, đó, cho được khoảng 20g tương cà. Bột mì đã xào thơm lên, vàng lên thì chúng ta mới cho tương cà nhá. Cho tương cà và các bạn cũng đun nhỏ lửa cho tương cà nó chín, nó kỹ một tí nhá, vì cái tương cà nó tan trong dầu mỡ thì nó mới đỏ đẹp. Đấy, xào làm sao cho nó quệ. Đấy, nó quệ là cùng với bột mì nhé. Đó, các bạn thấy gì ạ? Đấy, các bạn xào cho nó khoánh giữa bột mì với cả tương cà vào với nhau nhé. Ta đun nhỏ lửa thôi, không là nó cháy nhá. Khi bột mì với tương cà nó quánh rồi thì các bạn cho một ít nước vào nhé, để cho nó sệt sệt. Cho ít thôi, cho từ từ nhé. Chứ các bạn đừng cho nhiều quá, cho từ từ thôi. Bao giờ để cho nó có độ sánh. Cho nhiều ngay, sợ là nó sẽ loãng bộ một chút nhá. Cho từ từ đến khi nào nó sánh vượt là được. Đấy, các bạn cho sốt cho nó sánh nghe là được nhé. Các bạn nhìn độ sánh của sốt này. Đấy, như thế là được nhé. Bây giờ chúng ta tiếp tục là sau khi chúng ta xào sốt xong rồi thì bây giờ chúng ta cho bơ vào để chúng ta xào tôm nhé. Bơ, đó. Cho
cho bơ và một chút dầu ăn, cho một chút dầu ăn tí thôi đấy. Rồi chúng ta làm cho tan chảy bơ đi. Bơ tan chảy thì các bạn phi cái tan chảy rồi nhá, các bạn phi hành tỏi khô cho nó thơm đấy nhá. Đấy. Đấy. Hành tỏi khô cho thơm lên. Sau khi hành tỏi khô nó thơm thì các bạn cho tôm vào nhá. Đây, hành tỏi khô thơm thì chúng ta cho tôm vào. Cho tôm rồi, chúng ta cho tôm vào. Tôm, chúng ta xào. Tôm chúng ta tẩm ướt rồi nên là chúng ta chỉ xào thôi, không cho gia vị nhé. Thì tôm đó là đồ biển nên là nó cũng mặn. Đây chúng ta cho chút muối tiêu tẩm. Khi tôm gần chín thì chúng ta cho tôm xào nó hơi săn một tí thì chúng ta cho tiếp cà chua này. Đó, hành tây này. Và dưa chuột muối nhá. Dưa chuột bao tử. Dưa chuột muối. Và một ít ớt nhá. Ta chảo đều lên. Cái này thì chúng ta cho thêm chút muối. Bởi vì các nguyên liệu kia nó không có muối, nếu mà chúng ta cho thêm thì nó sẽ nhạt. Đây là chúng ta để cho thêm một chút muối tí thôi nhá. Cái món ăn khô này thì không gì chứ, chúng ta chỉ làm thẳng muối và tiêu thôi. Đó, chúng ta cho thêm một chút tiêu muối. Chúng ta xào, xào lên cho nó thơm. Đấy, các bạn nhìn thấy ngon đâu. Ngon nhé. Xào thơm rồi thì chúng ta cho cái ốc. Lúc nãy chúng ta làm chút trước đấy. Chúng ta cho cái ốc vào. Chúng ta đun cho nó ngấm vào với nhau. Đó. Chúng ta đun muối ốc tôm nó chín là được. Khoảng 7-8 phút là kiểu sẽ chín. Đấy, các bạn nhìn nó quánh vào nhau ngon chưa? Đấy, sau đó các bạn đếm thử nhá. Đếm thử xem nó có vừa vặn chưa nhá. Các bạn nào ăn được cay thì cho vào, mà không ăn được cay thì các bạn không cho. Nhưng trong thực đơn cái này nó có ớt nhá. Đấy, vừa rất ngon được các bạn. Đấy, chúng ta chỉ đun chín tới thế này thôi nhá. Và chúng ta trình bày vào đĩa. Ăn nóng nhá. Đây là một suất Âu nhá. Rồi. Chúng ta cho sau cùng chín rồi chúng ta cho thì là nhá. Đó. Các bạn nhìn ngon không? Rất là ngon nhá. Đấy, sốt sánh như thế là được nhá. Trên đây đừng có lãng quẹt nhé. Đấy. Rất là ngon rồi đấy. Và bây giờ chúng ta về vào đĩa là ăn nóng.
Các bạn nhìn thấy cái món sốt phi cao này nó rất là ngon nhé. Đấy, mà nó sốt rất là vừa sánh đây này. Yêu cầu cả quan là tôm chín tới mềm và sốt sánh mượt vào cùng với tôm nhé, quậy vào cùng với tôm đó. Mà cái món này làm ăn rất nhanh, đối với khách nước ngoài thì người ta chỉ ăn một món này và ăn nóng kèm cơm trắng hoặc là ăn với bánh mì. Thế nhưng thường cái món sốt này thì thường hay ăn với cơm trắng. Các bạn dành chút thời gian và làm cho gia đình các bạn nhé. Và tôi sẽ đẩy cho các bạn xem được sốt. Sốt nó rất quậy với nhau, nó phải quậy như là nó ngon nhé. Chứ nó không phải lãng phè nữa đâu. Nó quậy với nhau, nó quậy vào những con tôm này. Đó. Và sau đây mình thử thưởng thức nhé. Tôm rất giòn, nó rất thơm ngon, nó quậy với nước sốt giữa cái cà chua, hành tây là cái tôi chuẩn muối, nó rất thơm ngon đấy, mà nó hơi có vị chua chua, ngon ngon, ngon lắm đấy. Các bạn chưa được ăn bao giờ các bạn nên thưởng thức nhé. Đó, thì cái món ăn này món ăn đâu, và tôi là được các bạn nước châu người ta truyền lại kinh nghiệm nấu cho. Đó, rất là ngon, rất là giòn. Cái món này các bạn nên thưởng thức. Đây là món tôm sốt phi cao nhá. Mình đã hướng dẫn các bạn xong rất là chi tiết cụ thể. Các bạn xem nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Xin chào, xin chào. Xin chào các bạn. Thể theo yêu cầu của các bạn thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn món nộm bò khô nhé. Món này nó ăn rất là ngon, các bạn trẻ rất là thích, và món này là món truyền thống của đất nước ta. Nhưng mà để mà làm cho nó ngon, chuẩn chỉnh thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cụ thể cho nó được ngon nhé, cho các bạn để làm vào những dịp cưới hỏi lễ Tết, hoặc là các bạn thích ăn. Thường những bạn trẻ hay thích ăn nộm bò khô, cho nên là tôi sẽ hướng dẫn rất là chi tiết, chuẩn công thức để cho các bạn được thưởng thức món nộm rất là ngon tại nhà nhé. Sau đây chúng ta cùng chuẩn bị nguyên liệu. Để mà làm món nộm bò khô thì trước tiên chúng ta phải chuẩn bị những nguyên liệu nhé, là nộm đu đủ nhé. Cái nộm bò khô này rất phát là phải nộm đu đủ chứ không thể su hào được nhé. Nộm đu đủ nạo này, cà rốt này. Đấy, bò khô, vừng lạc, rau thơm mùi, ớt, tỏi, đường, nước mắm, giấm, mì chính, tương ớt, nước lọc nhé. Nước lọc đun sôi chứ không phải đun sôi để nguội, chứ không phải là nước lã nhé. Các bạn dùng nước đun sôi để nguội. Đó, sau khi chuẩn bị nguyên liệu xong thì trước tiên là các bạn phải rang vừng lạc nhé. Vừng lạc các bạn rang, và vừng ấy thì sắc vỏ rồi, rang nhé, một vừng sắc vỏ nhé. Các bạn rang cho thơm lên nhé, chín lên nhé. Còn lạc các bạn rang thơm và nghiền, riêng vừng thì các bạn để nguyên hạt, khi chúng ta ăn nhai nó dập ra nó rất là thơm. Đấy, thế còn thịt bò khô thì các bạn nên mua cái loại ngon mà ở các nhà hàng người ta đã làm sẵn rồi đấy. Thế còn về phần đu đủ và cà rốt, nếu như các bạn dùng ở nhà ít, các bạn có thể mua đu đủ xanh về và chúng ta rửa sạch cả cà rốt, cả đu đủ xanh, gọt vỏ, rửa sạch và nạo. Khi nạo xong thì chúng ta không cần rửa nữa, và chúng ta có thể là còn đến ăn luôn vì chúng ta đã rửa sạch rồi.
Thế nhưng nếu các bạn làm đại trà mà nhiều mâm mà các bạn mua sẵn ở chợ thì bắt buộc các bạn phải rửa, rửa khi mang về nhà nào các bạn vẫn phải rửa. Nhưng mà nếu mà các bạn làm ít thì chúng ta tự, hoặc là nếu các bạn bảo cái người nào đấy người ta rửa hết sạch sẽ để ra nào thì chúng ta mang về chúng ta làm ăn luôn, không phải rửa nước lạ nữa thì nó sẽ ngon và nó sẽ ngọt, nó tạo được cái độ giòn của đu đủ cà rốt nhé. Nhưng nếu như chúng ta mua chợ đại trà về chúng ta bắt buộc phải rửa và để thật khô thì chúng ta để cho nó ráo nước thì lúc đó chúng ta mới bày lên mâm ăn, những cái này bày lên thì chúng ta mới cho nước chúng ta pha chế vừa vặn chúng ta dưới lên thì nó sẽ hút vào cái đu đủ sẽ ngon. Sau đây thì chúng ta nhặt rau, hành, tỏi, ớt, băm nhỏ nhé. Đó. Đây là nộm mình đã rửa sạch và để khô ráo nước rồi nhé. Đó. Và rau thơm, rau mùi, kinh giới đã nhặt sạch, sẽ rửa sạch sẽ rồi nhé. Tỏi, ớt, bóc vỏ rửa sạch, băm nhỏ nhé. Đấy. Và còn vừng lạc thì các bạn phải chuẩn bị từ đầu là các bạn phải ra đây vừng lạc ra. Nhưng riêng lạc thì các bạn có thể nghiền nhỏ, nhưng mà vừng thì các bạn không cần phải nghiền nhỏ, cứ để nguyên hạt nhé. Nhưng mà vừng phải đãi vỏ nhé, các bạn mua vừng đãi vỏ. Thế còn thịt bò khô mình đã chuẩn bị sẵn rồi nhé. Sau khi chúng ta đã chuẩn bị xong hết tất cả rồi nhé, thì bắt đầu chúng ta hòa nước, nước để cho vào nộm nhé. Đây, chúng ta dùng nước lọc đây, 200ml nhé, 200ml nước lọc. Sau đó chúng ta cho nước mắm này. Chúng ta cho giấm nữa nhé. Đường nhé, các bạn cho đường. Tương ớt nhé. Rồi các bạn khoáng cho nó tan cái này đã. Tan này rồi các bạn cho tương ớt. Cái độ bò khô này là bắt buộc là phải có tương ớt, nó mới ngon. Có ớt tươi nhưng các bạn cũng phải cho tương ớt. Mà cái ớt để thì tùy theo các bạn, mặn nhà à cay hay là không cay thì tùy các bạn nhé. Các bạn ăn cay thì các bạn cho nhiều, các bạn không ăn cay thì các bạn cho ít. Riêng về cái tương ớt với cả cái ớt tươi, khi các bạn đã hòa tan đường với giấm rồi nhé, với nước mắm đều với nhau rồi thì các bạn cho tương ớt nhé. Cái tương ớt này thì tùy theo các bạn ăn cay thì các bạn cho nhiều, không cay thì các bạn cho ít nhé. Đấy. Đấy, nó cho tương ớt vào thì nó sẽ nổi màu mè lên. Tôi là cái thích ăn cay. Đấy. Sau đó các bạn khoáng tan cho, các bạn cho ít mì chính rồi nhé. Đấy, các bạn khoáng tan ra. Sau đó các bạn cho tỏi và ớt vào nhé. Đấy, chúng ta cho tỏi vào. Đấy, nước mắm với cả giấm đường tươi hòa rất là ngon rồi. Đây là bát sốt đã xong để chúng ta trộn vào nộm. Thì sau khi hòa xong rồi thì chúng ta có thể là bày vào đĩa để chúng ta dội lên. Khi nào ăn chúng ta mới dội lên nhé. Sau khi chúng ta hòa nước nộm xong nhé, thì chúng ta thái rau thơm mùi
và chúng ta bày vào đĩa. Thơm mùi chúng ta thái dối nhé, thơm mùi kinh giới đấy. Cái món nộm giò khô này nó nhiều kinh giới hơn thì tốt hơn nhé, để nó hợp. Đấy, sau khi thái xong thì chúng ta cho nó vào trong đu đủ nạo này, để chúng ta trộn đều lên. Đấy, trộn đều lên. Đấy, sau khi trộn xong thì chúng ta cho vào đĩa nhé, bày lên đĩa nhé. Rồi chúng ta bày vào đĩa. Đó. Cái nộm bò khô này thì các bạn lúc nào ăn thì các bạn hãy dưới nước vào, dưới cái nước sốt vào để trộn nhé, chứ chúng ta không trộn ngay, nếu trộn ngay nó sẽ xẹp chúng và nó xấu. Đó. Đừng lạc nhé, chúng ta rắc lên trộn đều đừng lạc. Các bạn rắc đều. Đó. Đó, nha. Đó. Ăn cái này có nhiều vừng lạc, nó rất là ngon và rất là thơm cho nên các bạn cho. Đó. Đó. Sau khi rắc vừng lạc xong nhé, các bạn cho bò khô lên. Cho thịt bò khô. Nhà mình ăn nên là mình cứ làm hơi nhiều thịt bò nên cứ cho ngọt. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Chỉ trong ít phút thôi, mình đã chuẩn bị làm xong cái món nộm bò khô cho các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy đấy, trình bày rất là đẹp. Và cái món nộm này ấy là khi nào các bạn ngồi vào mâm ăn thì chúng ta mới dưới cái nước mắm vào nhé, dưới cái nước nộm vào. Còn nếu như chúng ta chưa ăn thì chúng ta không nên dưới, vì cái món này mà dưới vào nó sẽ xẹp và nó sẽ rất là xấu. Đấy, nó không dưới vào nó không nó ỉu, nó sẽ không còn độ giòn nữa đó. Thế các bạn nhìn thấy trình bày rất đẹp nhé, và chỉ cần thời gian rất ngắn mà cái món ăn này là món ăn phổ biến của đất nước chúng ta nhé. Nhưng mà hôm nay tôi hướng dẫn các bạn rất là chi tiết cụ thể, rất là ngon luôn, chuẩn, để cho các bạn có một công thức chuẩn và có một bữa ăn ngon ở gia đình các bạn với cái món nộm bò khô nhé. Đây, bây giờ tôi cảm quan và tôi sẽ lấy một chút ra cho các bạn biết, thấy là khi ăn chúng ta mới lên dưới cứ lộ vào nhé. Đây. Món này nó là như vậy. Các bạn mà dưới vào sẵn thì lạc vừng nó cũng sẽ ỉu và cái nộm nó cũng sẽ ỉu. Đấy, khi ăn chúng ta khoáng đều nước mắm lên và chúng ta dội vào. Đấy. Món này nó ăn hơi đẫm nước một tí thì nó mới ngon nhé. Mà nó chỉ vừa thôi thì các bạn vừa ăn vừa hút được đó. Chứ nếu mà mặn, nhiều bạn không biết trộn nó mặn thì các bạn sẽ không vừa ăn vừa hút đâu. Món này phải vừa ăn vừa hút nó mới ngon. Đấy, chúng ta trộn đều lên rồi chúng ta mới ăn nhé.
Nước đường rất ngon các bạn. Nó rất là giòn, rất là ngon. Đây là món nộm bò khô, mình đã hướng dẫn các bạn xong nhé. Các bạn xem nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Xin chào. We'll be right back.